Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Mình là Hùng Review đây. Và đây là một trong những con điện thoại ba củ mà mình thấy rằng là nó đẹp thật sự anh em ạ. Đây là một con máy mà gần như mình nghĩ rằng tất cả những bạn đang xem video, hay nói chính xác hơn là 99,9% các bạn xem video của mình, các bạn sẽ không biết đến chiếc điện thoại này. Tại vì căn bản con này là một chiếc điện thoại thất bại, và cái số lượng bán ra trên toàn thế giới thì phải gọi là limited luôn, và cũng đã bị khai tử từ rất là lâu rồi. Đây là Essential Phone PH1. Và với em Essential Phone PH1 này thì mình thấy rằng là có quá nhiều thứ phải làm anh em wow lên. Vì căn bản ở thời điểm ra mắt, đây là một con điện thoại cực kỳ là đỉnh cao. Và nó đỉnh cao như thế nào thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về những dòng sản phẩm điện thoại Hàn Quốc sử dụng với mức giá tốt nhất, có thể tham khảo ngay tại H20 Store thông qua đường link ở phần mô tả của video này. Pixel 3 này, 3XL này, Pixel 4 này, 4XL này, điện thoại Sony hay là LG đều có một mức giá cực kỳ tốt cho anh em. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, với em Essential Phone PH1 này thì thực sự nhá, em này bây giờ thành hàng hiếm rồi, và anh em sẽ rất rất khó để có thể là mua được nó. Và trước đây, cách đây 2 năm trước, mình mua con Essential Phone này với mức giá chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 2 củ thôi, 2 triệu mấy ấy. Nhưng mà bây giờ mình mua nó, mình thấy nó đẹp quá, mình comeback lại với con Essential Phone này, thì mình đã mua với mức giá đó chính là gần 3 triệu anh em ạ. Phải nói rằng là con này giữ giá thật sự. Và bây giờ kiếm một chiếc máy keng đẹp để mà mua ấy, quá khó luôn. Rồi, nói về mức giá thì đơn giản như vậy thôi. Mà thật sự trong mức giá như vậy thì con Essential Phone nó không có quá nhiều điểm mạnh về cái phần cấu hình hay là cái phần trải nghiệm để có thể so sánh với những sản phẩm khác. Vì căn bản tầm này anh em có thể tìm thấy được những con như là Pixel 3 này, tầm này anh em có thể tìm được XZ3 này, thấy cũng rất là ngon và trải nghiệm và cấu hình thì chắc chắn là sẽ hơn con Essential Phone này rồi. Nhưng những cái điểm về phần thiết kế, những cái điểm đi đầu về phần công nghệ chính là một trong những cái điểm mà con Essential Phone nó sẽ ăn điểm so với lại những cái dòng sản phẩm khác. Đầu tiên nhá, chúng ta có thể nói về phần thiết kế. Đây chính là chiếc điện thoại màn hình khuyết đầu tiên trên thế giới, và nó ra mắt trước cả iPhone X luôn các bạn ạ. Và với cái sản phẩm điện thoại này thì đồng thời cũng sẽ là đánh dấu một cái cột mốc mà bây giờ chúng ta có những cái điện thoại màn hình đục lỗ này, rồi chúng ta có những cái màn hình điện thoại màn hình giọt nước này, rồi màn hình tai thỏ này, tai voi này, vân vân. Thì đây chính là chiếc điện thoại đầu đàn mà đã đi đầu cái xu thế trước cả iPhone. Và với cái màn hình đục lỗ này của Essential Phone ấy, thì thật sự mình thấy rằng là nó cũng có cái hay. Tức là đây là thế hệ màn hình khuyết đầu tiên trên thế giới, nên là cái phần camera selfie của nó này nó rất là to, và thực sự là nó sẽ hơi thô khi mà chúng ta so sánh với những chiếc điện thoại màn hình khuyết trong thời điểm hiện tại, như kiểu là đục lỗ này, như kiểu là camera giọt nước này, thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ nhìn nó sẽ mượt mà hơn so với cái sản phẩm Essential Phone. Còn nói đến tổng thể thiết kế màn hình thì với Essential Phone nó sẽ dùng màn hình IPS LCD, kích thước là 5.71 inch, độ phân giải là 2K+. Và phải nói thật sự các bạn, IPS LCD nó cũng có dit, nó cũng có dat các bạn ạ. Và đây là một con màn hình IPS LCD phải gọi là xịn thật sự. Màu sắc, độ nét, khả năng hiển thị của cái màn hình IPS LCD này các bạn sẽ không thể nào mà chê được. Nó quá nét và quá đẹp luôn. Mặc dù con này được ra mắt vào năm 2017 thì phải. Đó, nhưng mà cái chất lượng hiển thị màn hình của nó tính tới thời điểm hiện tại là năm 2022 rồi. Nó vẫn quá thật sự xuất sắc các bạn ạ. Thề luôn. Đó, cái màn hình này thì có cái điểm trừ giống như kiểu là con Mimic ấy, tức là cái phần viền dưới của nó, cái phần cằm dưới của nó quá dày. Đó, anh em có thể thấy này, là bây giờ gần như không có một cái màn hình IPS LCD nào mà màn hình full viền mà lại làm dày như thế này nữa rồi. Nói chung là nó sẽ hơi cá sấu ở một chút xíu ở điểm này. Còn nói về cái mặt lưng và khung viền của con Essential Phone này thì đây là một trong những cái điểm mà khiến cho mình wow, nó đẹp quá anh em ạ. Mình rất là thích những con điện thoại, đặc biệt là những chiếc điện thoại độc đẹp mà có một cái mặt lưng được làm từ chất liệu là gốm. Và với em Essential Phone này thì cái mặt lưng của nó đúng chuẩn đẹp luôn. Mặt lưng ceramic, tức là mặt lưng gốm này. Và cái mặt lưng gốm này thì các bạn sẽ không bao giờ có thể làm trầy nó được, mà chỉ có một cách là bể cái phần mặt lưng này thôi. Độ bền của nó thì chỉ thua kim cương thôi các bạn ạ. Các bạn có thể dùng bất cứ một cái loại dao nào, bất cứ một cái gì đó
mà làm xước được cái này thì quá là tài luôn. Đó, trừ khi các bạn sử dụng cát hoặc trừ khi các bạn sử dụng mũi khoan bê tông thì may ra mới có thể làm tày, làm xước được cái phần mặt lưng gốm này thôi. Còn lại thì mình thấy rằng cái mặt lưng này nó quá bền. Và với một dòng sản phẩm hàng qua sử dụng mấy năm trời mà trên cái phần mặt lưng của con Essential này gần như chưa xuất hiện bất cứ một cái vết xước, vết rạn, vết nứt nào luôn. Phải nói rằng là quá đỉnh anh em ạ. Và với Essential Phone, mình thấy còn có thêm một cái điểm đặc biệt nữa là cụm camera của Essential Phone nó nằm lọt thỏm ở dưới cái phần mặt lưng này. Và đây là điều mà mình thấy rằng là rất khó có chiếc điện thoại nào trong thời điểm hiện tại có thể làm được, cho dù giá rẻ tầm trung cao cấp, tại vì căn bản là cảm biến hiện tại thì ngày càng to. Nếu như mà nó không lồi lên thì không thể nào mà đủ không gian cho cảm biến được. Còn Essential Phone thời điểm đó thì cái cảm biến của nó cũng khá là cùi, nên là nó có thể làm được điều này. Đó, và phần mặt sau các bạn sẽ có vân tay ở đây, có hai chấm ở đây thì mình cũng chưa biết để làm gì, có thể kết hợp với những cái module bên ngoài. Và phần mặt lưng tổng thể của em nó thì quá là đẹp. Còn nói về quả khung viền của Essential Phone ấy, thì đây mới chính là điểm mà các bạn sẽ phải bất ngờ. Nếu như các bạn khen cái khung viền ở trên con iPhone 13 Pro hay là 13 Pro Max là đã cứng, là đã bền lắm rồi, thì con Essential Phone này, cái phần khung viền của nó sẽ được làm từ chất liệu đó chính là Titan. Và các bạn đã biết rằng là cái Titan thì cái độ cứng của nó hơn rất nhiều so với lại cái khung viền thép ở trên con 13 Pro hay là Pro Max. Nên ấy, là cho dù con này qua một cái khoảng thời gian sử dụng rất là dài rồi, nhưng mà cái khung viền của nó này, các bạn thấy không, 5 năm này, một chiếc loại 5 năm tuổi này, cái khung viền của nó mới cáu luôn và gần như không có bất cứ một cái vết chảy xước nào. Thực sự là quá đẹp các bạn ạ. Cái cảm giác cầm nắm của em này thì nó khá là nặng, vì căn bản đây là một chiếc điện thoại mà khung viền thì lại bằng Titan và mặt lưng của nó thì là từ gốm. Thế nên là tổng thể chiếc điện thoại này thì nó sẽ nặng hơn so với lại cái kích thước của nó. Ok, còn đi sâu hơn vào phần bên trong thì Essential Phone giống như thời điểm nó ra mắt thì nó chạy một hệ điều hành gần như là thuần Google nhất các bạn ạ, hay có thể gọi là Android One luôn. Đó, vì căn bản là các bạn sẽ không có bất cứ một cái ứng dụng nào tùy biến ở bên trong, không có những ứng dụng Essential, không có bất cứ một cái ứng dụng nào khác ngoại trừ những cái ứng dụng thuần của nhà Google. Và phải nói rằng là cái độ mượt của chiếc điện thoại Essential Phone này ở thời điểm ra mắt thì phải gọi là best choice luôn. Và kể cả trong thời điểm hiện tại đi, sau 5 năm nhá, mình thấy trong tầm giá 3 củ khoai ấy, thì chỉ có Pixel thì mới có thể là ăn được con Essential này thôi. Tại vì các bạn thấy này, đấy, mở app này, ui, phải nói rằng là nó quá mượt luôn các bạn ạ. Essential họ tối hóa cái phần mềm này rất tốt. Và vì căn bản là về phần mềm này thì nó là thuần Google nên là mình cũng chẳng biết chia sẻ gì hơn. Và con này thì nó đã bị ngừng cập nhật, nó bị khai tử từ rất là lâu rồi, nên là cái phiên bản Android cuối cùng của nó sẽ là phiên bản Android 10 nhá. Nói chung là mình thấy rằng cũng đã đủ tính năng để chúng ta sử dụng rồi. Còn nói đến quả hiệu năng thì Essential Phone PH1 nó sẽ chạy cho mình con chip đó chính là Snapdragon 835. Các bạn sẽ có RAM đó là 4GB và bộ nhớ trong của nó là 128GB. Quá thoải mái để chúng ta có thể là sử dụng luôn. Snapdragon 835 bây giờ các bạn thấy rằng số điểm của nó vẫn là 276.811 điểm AnTu. CPU và GPU của nó là 77.000, tức nghĩa là nó vẫn mạnh hơn so với đại đa số những con chip tầm trung trong thời điểm hiện tại. Ví dụ như Snapdragon 680, ví dụ như Helio G96 thì con này mình đảm bảo rằng nó ăn đứt luôn. Và kể cả những tựa game như là Liên Quân này, PUBG Mobile, anh em vẫn có thể là chơi mượt được trên con Essential Phone PH1 này. Nói chung là khá là ổn áp luôn. Còn nói về cụm camera ấy, thì Essential Phone PH1 ở thời điểm đó thì cái cụm camera của nó làm theo cái kiểu của iPhone 8 Plus, nên là các bạn sẽ có một camera chính 13 chấm và một cái camera đen trắng 13 chấm và không có camera tele hay là không có camera góc rộng, nên là cái cụm camera này thì mình thấy hơi cùi. Và trong thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng là nó chụp ảnh khá là xấu, chi tiết thì ở mức ổn thôi, còn lại về cái màu sắc này nọ các thứ thì mình thấy là không yêu lắm. Về cái phần camera selfie ấy, thì em này có camera selfie là 8 chấm và mình thấy là cái màu sắc chi tiết của nó cũng khá là kém các bạn ạ. Nói chung là với con Essential Phone PH1 thì mình không đánh giá mạnh về cái phần camera lắm. Ok, nói đến khoản pin ấy, thì em này có viên pin là 3040mAh. Và với chiếc máy này thì viên pin 3000mAh ở thời điểm đó là khá là ổn rồi. Và với thời gian sử dụng pin của sản phẩm này thì mình thấy rằng nó vẫn có thể dùng được khoảng tầm 3 đến 4 tiếng liên tục nha các bạn. Nói chung là cũng khá là ổn với một chiếc điện thoại mà 4-5 năm tuổi như thế này rồi. Và em này sẽ sử dụng công nghệ sạc nhanh, đó chính là Power Delivery. Và nó sẽ có công suất sạc là 27W. Em này thì cũng là một cái điểm đáng tiếc khi mà nó sẽ không có jack cắm thanh nghe 3.5. Và cũng như là một trong những con Android đầu tiên mà khai mào cho cái trào lưu mà không sử dụng jack cắm thanh nghe 3.5 này. Một điểm đáng tiếc nữa là mặc dù là khả năng hoàn thiện của em này rất là tốt, nhưng mà vẫn không có kháng nước IP67 hay là 68 gì cả, nên là cũng hơi buồn. Và thực sự mình thấy rằng là với em Essential Phone PH1 này thì đây là một chiếc điện thoại nó mang cái nhiều cái tính sưu tầm hơn.
vì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại nó cực kỳ độc đáo về mặt thiết kế. Và điểm thứ hai là nó cực kỳ bền. Điểm thứ ba là với cái sản phẩm này nó rất là hiếm, nên là bây giờ các bạn sưu tầm được làm một cái bộ sưu tập điện thoại cổ ấy thì con Essential Phone này phải gọi là cực kỳ hợp lý luôn. Ok, anh em nghĩ sao về con Essential Phone? Và với tầm giá hiện tại 3 củ khoai thôi thì anh em có muốn trải nghiệm một chiếc điện thoại độc đáo như thế này hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.